Cuối cùng ta đã tìm ra ngươi. Tào Tuyết, ngươi để ta chờ hơi bị lâu rồi đấy, Lưu Trường. Hôm nay ngươi sẽ phải trả giá cho những tội ác ngươi đã gây ra. Giá đây, sáng mới mua ngoài chợ, tươi lắm. Ý ta là cái mạng của nhà ngươi đấy. Này, ta tới đây không phải để tấu hài, ta đến để lấy mạng ngươi. Bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng ta đều được ta tặng cho một vé đi tắm ở dưới suối vàng. Mày có biết bố mày là ai không? Ngươi nói phép ít thôi. Ngươi có biết là theo logic của phim, những kẻ phản diện thường nói rất là nhiều sau bị đánh bại không? Ừ nhỉ. Và ngươi thế thôi. Mưa thì mưa luôn đi, sấm chớp gì nhiều. Hơi non. May quá, chiếc điện thoại của ông nội để lại, đó là cứu mạng mình. Tào Tuyết, hôm nay ông trời không cho tặng. Múa đi, dậy múa đi, sao không múa nữa? Chiếc đồng hồ của bố, nó lại cứu sống ta. Múa mày. Cảm ơn cô giáo Minh Thu, môn vật lý đã cứu sống em. Ngươi bị làm sao ấy? Thế tối nay mày còn cái gì nữa không? Không, hết rồi. Để xem bây giờ ai sẽ cứu mày. Vĩnh biệt. Ngươi phải chết! Đây! Tao giúp đi Đoàn Tụ! Mẹ! Tình mẫu tử thiêng liêng nhỉ? Tao đi trước! Xuống địa ngục mà báo hiếu! Đúng là bọn bạn thân, miệng lưỡi thật là đáng sợ. Để giúp ta đánh bại ngươi, biết bao nhiêu người đã phải ngã xuống. Tao tao. Ai bảo chúng nó lao đầu vào? Sức mạnh của tình bạn, sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của gia đình, sức mạnh của chính em. Ồn ào quá. Ngươi không phải giết được ta đâu. Tại sao? Why? Vì ta là nhân vật chính. I can die. Ai? Đứa nào? Đứa nào viết kịch bản? Tha để bên kịch phụ ta, chứ ta không phụ bên kịch. Nào, đến lúc rồi, tao tạc. Thôi, tao bỏ cuộc. Ngươi xuống tay đi. Không được. Theo logic của phim ấy, thì bây giờ ta với ngươi phải đấu một trận long trời lở đất, sau đó ta đánh bại ngươi, thế thì ta mới được thể hiện mình.
Tao mệt mỏi lắm rồi, xuống tay đi. Không là không, logic phim mà như vậy rồi, phải tuân thủ. Nào Tào Tuyết, đứng dậy đi. Anh đạo diễn ơi, thế giờ em đánh nhau với ai anh? Cảm ơn Jody đã tài trợ trang phục mới cho gia đình nhà mình làm video. Đồ của Jody thực sự rất là đẹp và chất lượng. Mình có để link mua hàng ở phần mô tả và comment cho anh em nhé.